hôm nay chị em mình sẽ thử thách chơi trò chơi vòng quay may mắn. Ở đây là có đồ ăn ngon và đồ ăn không ngon. Đấy, quay được vào cái nào là phải ăn cái đấy các bạn ạ. Ví dụ nha, quay vào ớt chẳng hạn thì phải một phát. Em đã hiểu luật chơi chưa? Em rồi. Bây giờ tú xì, tú xì. À, mình quay trước nha các bạn nha. Vào ớt, vào ớt, vào ớt. Xúc xích. Wow, xúc xích. Đấy là may thôi. Ừ, may thôi. Tiếp, chị như thế này em phải lướt cái xúc xích lại. Nào, để xem. À, mình. Wow. Đây này, để chị cho ạ. Vào ớt, vào ớt, vào xúc xích. Không có muối là nó chua hết nước chấm luôn. Chị nhìn em đây này. À, à. Nhìn em đây này. Ở đây cũng là hoa quả nhưng mà nó lạ lắm. Ngon, ngon, ăn cái cuốn của anh ngon. Ơ, không được, được đi. Ơ, à, tiếp. Wow. Em muốn thích đồ ăn theo tì ghê. Hoa quả đỏ lại xanh. Chị cứ để đây, tí để em phải nước chấm em ăn. Được. Được. Xúc xích. Wow. Yeah. Xúc xích luôn. Nghiêm tị chưa? Rồi. Ơ, à nhầm. Nhìn em đây này. À, không được cái gì. Bây giờ còn đúng hai cái cho nên là nó hơi khó. Một cái nhưng bị khó ấy. Các bạn ăn luôn vậy. Nào, còn đúng một cái này mình phải dành được. Để em đây. Kẹo dẻo nha. Wow, em tố chúng toàn trái cây healthy, hai đỏ hai xanh, thật là có muối duyên phận. Xin chúc mừng em. Hai cốc này. Còn ba hàng nữa lại chua. Thôi giờ mình chuyển sang đường ngọt các bạn nhé. Em ăn mặc không cảm xúc. Xúc xích này. Em xin miếng. Hôm bé ơi, em không follow anh mà em đòi đòi xin xúc xích của anh. Nhìn nồm nha. Này thì không cho ăn à. Không cho ăn à. Ôi, ở mặn nữa, xin cho nghe. Đây đây đây, cho ăn. Lục TV Nobita Suka Lục Cú Té Chai En Sê Cô. Má Lục TV thì nghèo, má Chai En thì giàu. Còn Lục Cú Té luôn ăn hiếp bạn bè. Lục Cú Té không yêu Lục TV, hai hoa hồng tặng cho Chai En. Nếu Chai En bằng lòng cưới Lục TV Cú Té làm chồng thì mỗi năm sau Lục mới tố trả nợ. Mình chính là mình. Và các bạn đã xem video, đừng quên nhấn like, đăng ký giúp chơi và chia sẻ ủng hộ cho em nhé. Chào các bạn.